Duy Mạnh không tự tin có suất trở lại đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định anh cần cố gắng nhiều để lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Mới đây, ở buổi tập mới nhất của Hà Nội FC, trung vệ Duy Mạnh đã có cuộc phỏng vấn ngắn với giới truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn, khi nhận được câu hỏi về cơ hội được lên đội tuyển và làm việc cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik, trung vệ Duy Mạnh chưa tự tin khẳng định anh sẽ có suất lên tuyển từ tân huấn luyện viên người Hàn Quốc và bản thân cần cố gắng thể hiện tốt nhất tại màu áo câu lạc bộ. Bản thân Mạnh nghĩ tất cả cần phải cố gắng mỗi ngày. Công việc của cầu thủ cũng phải cố gắng thể hiện hết khả năng trên sân. Mong rằng thầy và bóng đá Việt Nam sẽ có những sự phát triển tốt trong tương lai, đội tuyển Việt Nam sẽ quay trở lại được những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Không có ai chắc suất lên đội tuyển cả, tất cả phải thể hiện được khả năng rồi ban huấn luyện cũng sẽ đánh giá những cầu thủ để xem ai phù hợp. Mạnh mong rằng mình sẽ có phong độ tốt ở Hà Nội FC, rồi sau đó góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Khi có được phong độ tốt nhất thì mới có những đóng góp thực sự cho đội tuyển quốc gia để tranh tài ở các giải đấu quốc tế. Duy Mạnh chia sẻ, về tiêu chí chọn những cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chia sẻ ông sẽ ưu tiên những cái tên đang có phong độ tốt. Tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những cầu thủ xuất sắc, phù hợp, có năng lực cạnh tranh khi thi đấu, để có thể tạo nên đội tuyển mạnh nhất có thể mang đến một phiên bản xuất sắc nhất, hay nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông qua video về các đội tuyển Việt Nam, tôi đã tìm hiểu về lối chơi cũng như nhận ra một số vấn đề mà đội cần cải thiện. Thông qua báo chí, nhà chuyên môn tôi cũng hiểu rõ thêm về các vấn đề này. Tôi mong muốn thông qua việc huấn luyện của mình sẽ cải thiện tình hình phong độ của các cầu thủ. Tôi sẽ tìm cách chia sẻ với các cầu thủ qua đó, cống hiến vì mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chọn những cầu thủ có phong độ cao nhất cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới đây. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các trợ lý của mình sẽ tích cực đi dự khán các trận đấu ở V-League để tìm ra những gương mặt ưng ý nhất gọi lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận đấu cuối tại vòng loại 2 World Cup.